Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy đục bê tông, máy tán rivet ha, của thương hiệu Kawasaki Nhật với mã sản phẩm là NC-3S anh chị ha. Thì máy này xuất xứ 100% tại Nhật anh chị. Thương hiệu Kawasaki là thương hiệu của Nhật ha, và có mã vạch để chúng ta phân biệt hàng nhái ha. Thì đây là một phần hộp của máy thì mình có để sẵn ở bên ngoài phòng máy rồi. Thì tiếp theo đó thì tới phần phụ kiện kèm theo. Phụ kiện kèm theo bao gồm như là mũi đục ha, mũi đục nhọn này được đi kèm với máy ha anh chị ha, và cái bộ lò xo ha, bộ lò xo này để chúng ta giữ cái mũi đục lại ha. Rồi tới phần máy rồi, một cái nữa là một cái đầu gắn hơi vào ha, một cái đầu gắn hơi vào 3/4. Tới phần máy thì như anh chị để thấy thì đây, chi tiết phần máy thì phần thân như anh chị thấy thì được làm bằng hợp kim rất là chắc chắn, rất là bền, kim thép. Và bên cạnh đó thì nguyên khối luôn nha. Đó, con này thì nguyên khối luôn. Ở phía trên đây ha, hợp kim rất là đẹp, bóng và chịu lực rất là tốt. Máy thì sản xuất từ 2022 ha anh chị ha, đây. 2022. Đấy. Thì con này thì sử dụng cái đường kính mà bít tông của nó lên tới là 28.5 mm ha, đường kính bít tông. Và cái hành trình bít tông thì lên tới là 78 ha, 78 mm. Bên cạnh đó thì cái tốc độ đập của nó lên tới là tốc độ đập lên tới là 2.300 vòng trên phút ha, trên lần đập trên phút, nên nó rất là mạnh và hàng này rất là thông dụng cho xưởng cơ khí ô tô ha, để chúng ta hay cờ công trình xây dựng để chúng ta đục bê tông này và tán rivê ha, tán rivê những cái con tán trên ô tô ha, và tán được những cái góc cạnh ở trên cái phần tôn mỏng đều được ha. Đó, máy đều là máy chuyên dụng này. Thì mã sản phẩm là NC-3S, máy rất là chất lượng, hàng chuẩn Nhật, rất là đẹp ha. Rồi thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị về một cái mẫu mà máy đục bê tông ha, của thương hiệu Kawasaki sử dụng hơi khí nén. Nếu các anh chị và các bạn quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem theo dõi video lần này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video lần sau.